Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Excel World vs Sword Art Online nhé. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Ok, tập trước thì mình đánh được cái thằng Lam Vương rồi. Mình đánh thắng thằng Lam Vương cho nên là mình lượm được viên ngọc màu xanh dương. Tập này chắc là đi tìm hết mấy thằng vương còn lại thôi. Thằng Lục Vương với lại Bạch Vương. Còn con Kuro Himesama thì mình nghĩ là chắc là cái bóng của nó. Mình nghĩ là chắc là cái bóng thôi, tại vì cái con nó đang ở với mình mà, cho nên là nó sẽ không có độc ác đâu, chỉ có cái bóng của nó mới một cái dạng gọi là ảo ảnh vô cái con mà nó bắt Yui nó tạo nên á. Đây khu vực, hình như là khu vực này. Ở đây có cái cửa này. Ở đây có cửa nhưng mà mình đang tìm cái đường để xuống. Không, hình như là nó nằm trên cái tảng băng này. Nó nằm trong cái rãnh đó nhưng mà để mình tìm đường này. Cái này đáng lẽ là nó phải hiển thị quét chứ nó chỉ có hiển thị hai cái quét đấy à. Đúng là khúc này rồi nhưng mà mình vẫn chưa tìm được cái đường để đi xuống dưới. Đây đúng không? Đúng rồi, đây The Hall ba chỗ mới này. Ở đây nó dựng bạn, tại tại cái này nè, nó dựng là trong một nhiệm vụ nha, nghĩa là tìm hết mấy thằng vương còn lại, nó dựng trong cái nhiệm vụ này chứ nó chưa có qua một cái nhiệm Console mấy cái này vẫn chưa kích hoạt được, tại vì nhìn vẫn chưa có đủ hết cả 7 viên ngọc, mình mới có 4 viên thôi. Để bây giờ đi ra ngoài đi tìm một cái khu vực ở dưới, hình như là ở dưới sâu nữa. Nói chung là một cái khu vực ở dưới lớp băng.
đây chăng? Đúng rồi, một khu vực hoàn toàn mới luôn. Nói chung là chắc là phần là do là hai thế giới sát nhập với nhau ấy, cho nên là cái khu vực ở dưới lớp băng này nè, nó bị khúc. Nói chung là nó không có được hoàn thiện, nó nhìn nó cứ ảo ảo thôi. Bây giờ phải kiếm một cái đùm ở đâu đây, trong khúc này nó sẽ có một cái đùm. Đây. Frozen K. Ok, mình đánh mấy con này để lên được cái điểm tích. Lên được cái điểm tích thì nó lợi hơn, để khi mà mình đánh boss á, mình có thể là mình có thể gây được cái lượng đam cao hơn bình thường nhờ vào cái kỹ năng sức. Này thì golem. Không, ở đây nó được cái là khi mà mấy bạn xài combo thì nó sẽ nâng cao cái lượng phần trăm đam lên. Và cái suất là nó tới 200 đam một lần lận. Và mình suất 2 lần nữa thì nó lên tới cả 400 đam. 400% đam. Nhờ như vậy thì mình có thể diệt mấy con boss nó sẽ nhanh hơn. Đầu bên kia bị chặn, mình không có thể bay tắt qua đây được. Cũng khô lắm, không có cho mình bay tắt đâu. Hay là bắt buộc mình phải đánh hết mấy con này thì nó mới mở đường cho mình. Chỗ này bị chặn rồi nè. Lại nha, lần đầu tiên mình mới bị chặn đường như vậy á. Không chém bể được cái cục này. Đá ở đây mặc định là không thể chém bể được, thì làm sao để qua được đấy? Khó nhỉ. À, bên này có đường, nãy mình không có để ý, nãy mình đi đúng đường rồi nhưng mà không có để ý được. Dở quá. Bây giờ quan trọng là đi cái đường nào để đánh tới cái con boss cuối.
Mấy con này yếu xìu à. Thấy nó yếu xìu à. Ồ. Hình như là phải đi xuống dưới. Chứ không phải là đi lên trên đâu, đi xuống dưới, chủ yếu là đi xuống dưới nhiều hơn. Khác với mấy cái đùm khác nha, mấy cái đùm khác thường là nó đi lên không à, còn cái đùm này nó lại đi xuống. Ồ, một con này cherry à. Cứ tưởng nó là lam nha. Khúc này mình thấy là đường đi dài hơn, cho nên là mình nghĩ là đường này là đường chính. Cái chỗ này bị chặn rồi. Tử mấy con này nhanh thôi. Bot. Chắc là đi tí nữa là qua kia là đập con bot bên kia rồi. Con này bị chặn. Con bot đó mình từng hạ rồi, cái hình dáng của con bot nó từng hạ rồi, cho nên mình nghĩ là con bot nó chỉ dễ thôi, không có khó. Những con bot nào mà có hình dạng mà từng bị hạ trong quá khứ đó, là mấy con bot đó về sau thấy đánh nó dễ lắm. Đây, vô đây đập con boss luôn. À. Cái chiêu khè lửa này là mình mất luôn nguyên cái chuỗi combo ấy. Nếu mà nguyên cái chuỗi combo của mình thì có khả năng là gì đó, nâng lên tới 150% đam rồi. Ok, mình vừa hạ xong con này thì mình có được cái, nó tặng cho mình cái cây kiếm. Cây kiếm mà loại kiếm bự dành cho đấu sĩ nó cầm á, cho nên là không phải của Kirito rồi. Ở bên trong kia hình như bên trong này là chỉ có một cái rương thôi. Cái rương được bảo quản rất là kỹ nha, kiểu như là mình phải hạ hết cái đám này thì mới mở được cái rương nữa. Đám này khỏe vậy.
Như là gỡ đập đập hết, đập hết cái đám tinh thể này. Hết chưa? Sao không đập đi? Nó không cho mở, nó không cho mở nghĩa là mình chưa đạt tới level hay sao? Tại ở trong này có một số cái rương nó yêu cầu level đấy. Không, sạch sẽ. Lúc này bị chặn rồi nhá. Bây giờ chỗ này nó chặn nhiều đường quá, cho nên là mình cũng chẳng biết được là cái đường nào là đường cuối cùng nữa. Ở dưới thấy vẫn còn đường, cho nên là chắc là còn phải đi nhiều nữa. Phải đi qua tới tận bên kia luôn kìa. Đây là chỗ cái rương hồi nãy, sau đó đi xuống dưới. Cái đùm này nó màu xanh lục, cho nên là mình nghĩ là lần này mình sẽ gặp thằng Lục Vương. Mình chẳng nhớ là cái đùm trước là nó có màu xanh dương không, nhưng mà mình thấy là cái đùm này nó màu xanh lục, cho nên là mình nghĩ là sẽ gặp thằng Lục Vương. Mà thằng Lục Vương thì nó chuyên về phòng thủ, thằng đó cực kỳ mạnh ở chế độ phòng thủ luôn, là muốn hạ nó cũng không có dễ. Ôi, bỏ qua mấy dòng người ta nói chuyện tình tình đi. Nói chung là tập trung vô phải đừng đội con này khỏe vậy. Rồi mình cứ tưởng là cái con nó không chết nha, nào ngờ bị chết như thường. Ở trong đâm thì tốt nhất là nên chạy thôi chứ đừng bay. Bay nó ấy lắm, nó khó điều khiển lắm. Bỏ qua đám này thôi. Mấy con kia muốn giết thì cứ việc. Ok, khúc này nó có một cái cục xếp ở đây. Cục xếp ở đây nghĩa là trong này nó sẽ là con boss. Wow. Ok, gặp boss thôi. Thường là mình hạ xong một cái con boss quỷ rồi thì nó mới cho mình mở ra cánh cửa để mình qua mấy cái thế giới mà Excel World, mình gặp mấy thằng vương ở bên bển. Đúng luôn, boss. Boss gì ngộ vậy? À, cái đầu. Cái phần thân người của nó cơ mới là cái phần chính. Đồ mấy hạ. Nhanh vậy?
Ôi, cái team của mình bây giờ mạnh quá rồi. Cho nên là đập mấy con boss này nhanh lắm. Một cái bát ring với lại nguyên liệu để nâng cấp đồ mà. Nhanh cực kỳ luôn. Nãy giờ là mình chưa có sử dụng kỹ năng bút máu luôn á. Nhưng mà đánh tí là boss nó chết rồi. Chả cần phải bút máu chi giờ. Có tiếng gì đó kỳ lạ. Ok, tụi nó biết là có vua ở đây. Đấy, mình đoán đúng mà. Thằng Lục Vương chắc là khao khát của nó là trở thành tấm khiên bảo vệ đồng đội. Cho nên là bây giờ là nó có một cái khiên, cái thánh giá đó là cái khiên của nó luôn á. Ok, nói nhiều làm gì, đập thôi. Phải đập thằng này thì nó mới ra được cái viên này. Ô, không đam à. À, không phải lúc nào nó cũng không đam, mà là khi khi mà nó giọng cái khiên xuống dưới đất á thì nó sẽ chở, nó giọng cái khiên xuống dưới đất như vậy. Là đó là cái phòng thủ của nó được tăng cao lên, nghĩa là cả kỹ năng của mình, thậm chí là đánh thường gì đều trở thành không đam hết. Con này có độ thủ cao, phản đam nữa chứ. Nãy giờ không để ý nó phản đam. Khó chịu rồi nha. Thằng vua này có thể là trong những thằng vua khó, chứ không phải là nó dễ là cái thằng Lam Vương lần trước. Rồi nó còn có khả năng triệu hồi cả quái thú rồi chứ. Đánh một mình chưa sướng xong mà còn phải gọi thêm cả hội theo nữa. Rồi, con ấy chết rồi. No 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 no. Vậy thôi. Rồi luôn. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh. Mình hồi máu lại mình mới hạ được con này. Đút cho nó cái giảm giáp nữa. Nó đánh khó chịu quá. Lại tiếp tục thủ, còn một tí máu nữa thôi, còn một tí máu nữa thôi, thắng hên quá, không coi như là không có bị thua thằng này. Nè, cái thằng này nó thủ khỏe nha. Thứ nhất là nó thủ khỏe, sau đó là nó
nó lợi dụng hết những cái đòn lực tấn công của mình hồi nãy, nó dồn hết lại ngược cho mình, nó gọi là cái đòn phản đam. Bởi vậy hai con nhỏ này mặc dù là chủ luôn mà chủ gui luôn mà vẫn thua, vẫn bị nó đánh ngục. Hai con kia nói là lần này hơn là có Kirito giúp đỡ cho nên là mới có thể thắng được thằng này. Chứ nếu mà đánh ở thế giới của nó không thì lộng không biết làm sao mà thắng được. Để lấy được viên ngọc xanh lá, bây giờ còn một viên trắng và một viên đen nè. Còn lại đúng rồi, trắng với lại đen. Ok, Asuna nó nói là có thể luôn, có thể là một cái bản sao của Kurohime thôi. Kuroyuki Hime. Để ý nha, ở trong này quá nhiều nhân vật tên Yuki cho nên là dễ bị lộn lắm. Ok thì không nữa, thì nếu mà bạn nào hay nhớ để lại một like và share nhé. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.